đã chuẩn bị túi để bơi mất con heo. Cái gì trời? Bà này bà gian lắm ấy mọi người. Trời ơi, bà kiếm nhà em mọi người ạ. Bắt đầu bơi mất rồi. Cái gì vậy? Không có cái con heo này là cái con heo mà để con bỏ heo vào đó. Sáng nay làm gì rồi ta đây? Sáng nay ăn canxi chưa, ăn gummy chưa? Chưa thì làm sao mà nhớ ra là mẹ nợ tiền được? Còn vẫn còn nhớ. Khi công ty lại. Ôi dồi mẹ ơi, sao mẹ quên tăng tiền cho con? Mẹ quên tăng tiền á, trời ơi. Một ngày nhớ ăn cho mẹ bao nhiêu viên này nói? Hai. Hai viên gummy ok. Còn cái này là 4 viên. Cái gì? Vitamin C này. Hôm nào uống nước cam, ăn nho, ăn trái cây thì chỉ uống 1 viên thôi. Mới mua một đống trái cây kìa. Vitamin C này hả? Là 325.000. 325.000 thì vậy mà mới mua rồi mẹ bận. 325.000 một hộp này là 60 viên cho mọi người. Còn hộp gummy này là vitamin tổng hợp 670.000 là một hộp này là 300 viên nha. Bộ đồ đẹp, bộ đồ của chị Skin Kile. Còn canxi là buổi sáng ra lấy. Canxi là buổi sáng ra sử dụng 2 đến 3 viên. Nhớ chưa? Nếu mà con ăn cái này lúc buổi tối ngủ con không ngủ được. Trèo lên đây cho mọi người xem cái váy đẹp nào. Con cảm ơn bà Thoa nha. Đứng lên, đứng thẳng lên. Nào. Đọc to lên. Đọc quên mất được rồi. Đọc đúng chưa mày, đọc đúng chưa? Đứng lên cho chị Can xem cái váy kìa. Cái váy này là má Thoa mẹ của mẹ nuôi của chồng mình bên Mỹ mua tặng cho Tiến. Có váy, cái váy trên chỗ là gì? Mày đâu có vén đâu, mày xòe xòe ra thôi, khiếp quá. Đâu có làm gì hở đâu mà lo. Tình yêu của mẹ, cuộc đời của mẹ, tấm xoay tình đồng của mẹ. Đây, hôm nay mẹ có hứa cho con 50.000. Nha, 50.000 nè, 50.000 để. Vì do là thạ tuần vừa rồi con ăn ngoan. Cái gì đấy không, cái kiểu đấy, cái tay, đưa tay. Đưa đây, xòe tay ra. Mẹ sẽ đánh xong rồi mới trả lời vì sao mà đánh. Khi người lớn đưa tiền, kể cả đây là món quà mà con được quyền hưởng, đúng không? Thì mẹ bảo đây là phần thưởng của Kiến. Tuần vừa rồi ăn ngoan, không đạt top 10 từ dưới đi lên, không đạt số 1 từ dưới đi lên về khoản ăn chậm, nên là mẹ tặng cho Kiến để Kiến cho con heo ăn. Con phải thế nào hai tay? Con cảm ơn mẹ nhiều. Con cảm ơn mẹ nhiều. Con sẽ cố gắng, có phải con sẽ cố gắng chứ con. Con muốn được nhiều 50.000 là rồi, con phải cố gắng. Để cho con thêm một tờ đi, để con được 100. Cái gì? Sao con biết 50 cũng 50 cũng 100? Thế bây giờ con cho mẹ biết lý do vì sao con xin lên 50. 50 này là của tuần trước, mình chưa đến tuần sau đâu. Tuần sau khi nào mà cô Hằng báo rằng là hôm nay Kiến lại ăn xếp thứ 6 từ dưới lên, là con mặc qua 5 người, con ăn chậm qua 5 người là con mới được tiếp 50. Ok chưa? Tính ra lúc con vừa vô lớp, con đi đánh răng xong, con còn da, con ngồi, con đứng, con xếp cả mấy cái ghế xong rồi mới vô lớp. Rồi lúc đó chống về bạn ngồi còn đâu. Con cố con bê, có bạn cũng phụ con bê lớp 22. Bạn ấy con cũng chơi với bạn ấy quen từ lớp 1. Rồi sao? Kể là lớp 1, 2 với mẹ, giờ bạn lên lớp 22. Phải bớt lại tiền đưa Kiến 40.000 thôi. Tới buổi tối mới trả. Trời ơi, nhớ chưa? Khi bất kỳ ai tặng con quà con cũng cảm ơn, nhưng mà đây là tiền, nó cũng như quà mẹ tặng cho con cầm hai tay lại này. Đây là mẹ thưởng cho mẹ làm lại này. Đây là 50.000 mẹ đã hứa tặng cho Kiến để Kiến cho heo ăn. Con heo này Kiến sẽ dùng để làm gì? Khi con heo béo, Kiến sẽ dùng tiền cho con heo làm gì? Ăn. Cái gì? Ăn tiếp cho nó bí lên 8 tuổi giống con. Nếu như từ 8 tuổi em mới lớn lên 8 tuổi, con lúc đó con đã học lớp mấy đây? Em heo 8 tuổi á? Đấy là sao con như thế nào? Em heo mới xong tuổi rồi. Mẹ tặng cho Kiến 50.000 để Kiến mẹ. Con cảm ơn mày.
phải luôn luôn nhớ người lớn cho tặng cái gì phải hai bàn tay. Nhìn mắt look at me, con nhìn mặt mẹ mà. Rồi mình sẽ lấy này, mình lấy con heo này. Đó, nào ra đây. Rồi con chuẩn bị moi mắt. Moi làm cái gì? Con heo này. Nên là cái này á. Mẹ đã giao cho thầy BT có trách nhiệm mua tặng cho con một con heo và xây bịt chỗ này lại. Con sẽ phải. Mẹ không chưa dám ăn keo, dám ăn keo con tháo ra rồi con lại móc lồ ruột con heo như bao nhiêu lần. Mẹ đập thôi. Thôi nó bể luôn, mẹ tự trách nhiệm mẹ mua cho con bây giờ luôn. Không, mẹ không mua vì sắp sinh nhật con rồi. Mẹ ơi. Mẹ sẽ nhờ mang con trâu ra luôn, trời má ơi. Nào ra đây đây. Mẹ mẹ, cái két ở dưới nó có đâu nhưng mà ở đây nó có khay để mẹ. Cái két ở dưới đây, em đi thả con trâu. Con đi thả con trâu á? Đáng yêu hơn là cái gì? Cái đáng yêu hơn là con, cái con hà mã mà con dùng. Thôi, bây giờ con cứ đông vào con heo đây đi. Có tờ 50 cho mày rồi, nào đút vô. 50 chưa bao giờ trong con heo là. Nói to lên. 50 chưa bao giờ con mới có 200. Hai gì? 20. 20 ở trong rồi. Rồi ra đây ôm nhau nè. Cho một viên. Cái nhớ lắm đây mà. Cái gì? Mẹ ơi, con chỉ muốn nuôi con heo này thôi bởi vì nó đã no rồi. No rồi không? Để con này lôi ruột rồi ra. Không. Mẹ sẽ yêu cầu thầy BT mua cho con một con heo y chang mà không có bị lủng ruột. Chứ mà nó như lủng ruột rồi mốt tới năm con mang ra con phải dùng bố hay là con phải giục nó xuống nó mới bể. Thì lúc đó con không còn con heo lại phải đi mua tiếp, lần nào con này nó móc một phát là xong, cần gì phải giục bể. Không được, con heo này nhiều khi mẹ nhút đếp đút tiền vào cho con, nhiều khi tự dưng mẹ thấy con ngoan, mẹ thấy con dễ thương, mẹ cho tiền vào đây mẹ không nhớ được. Rồi đến khi con móc ra con lấy tiền con đi mua đồ chơi là mẹ không thích. Mình nuôi heo là mình có cái mục tiêu. Chị, con có biết đường đâu mà đi. Ai mà biết, nhiều khi con đi học con cầm tiền, con lại đi mua chung với các bạn thì sao? Không được, mẹ yêu cầu là phải mẹ quản lý những chuyện này. Con heo con không mất tiền mua đâu. Thầy BT sẽ tặng quà sinh nhật cho con là một con heo. Chú Can hay là chú Can tặng cho con heo? Mẹ yêu cầu một con heo mới. Một là chú Can, hai là thầy BT mua tặng. Uống sữa chưa? Uống sữa chưa? Đi đi. Trang ơi, pha sữa cho em đi Trang. Uống sữa cho mình ngủ đi, mai còn học hành con. Cảnh này thằng Can thèm lắm này. Ui là trời. Ui là trời. Chị Bách Hợp, em mới về Việt Nam chị. Vitamin C này trẻ con làm hay bị cảm cúm ấy là phải sử dụng cái này mỗi ngày. Tối nào mẹ con chị không xem trang live không ngủ được, cảm ơn chị. Ok, good job Bình Can Hà Sự Kinh Kỳ Lê. Xoài ngâm nước đường. Đừng mua con heo to quá Can ơi. Mày mua cho nó con heo đi. Vàng vàng như vậy ạ. Đừng nhũ nha. Con chuẩn bị đi chơi.
Hay là chú Can thôi, ngày mai, ngày hôm nào thì chở cháu đi mua con heo mới nhá. Sao đấy, chảy nước mắt khóc cái gì? Tình nghĩa. Cái gì khóc vậy? Cái gì? Thôi cái gì, từ từ bình tĩnh nào. À, con có mới heo mới à? Nó con heo đang nuôi đây á, à? Bên heo đây nè, bên heo đây. Đập heo không chịu. Đập con heo không có chịu. Cái gì vậy? Không chịu con heo á. À? Thủy chung được cái nét thủy chung giống mẹ này. Hay mình mua thêm con heo nữa, nuôi hai con này con. Một con này nữa, nhưng con này nó lộn ruột như này rồi. Sau này là mẹ đút vào xong mà mất thì làm sao? Nhưng mà thì mẹ con để nó con lót su nào đâu. Không lót su nào á, nhưng mà khi nào mà con móc ra. Đấy con móc ra như này đâu có được. Không được. Nhưng nhiều khi con cần tờ khác, con môi, con phải môi đâu. Con môi tới nỗi con môi được thì thôi con bỏ đành bỏ vậy. Trời ơi, sắc son một lòng thủy chung chú Cao thì tóm lại là có mua không thì trời. Không. Hay là mẹ đổ bê tông thì xây luôn là này lại. Tại vì không được để như này, mẹ đút vào mất tiền này không biết là mất bao nhiêu. Mày định nuôi cái heo cho con. Thì mỗi ngày mẹ cho con 1.000 nhá. Mỗi ngày con ngoan mà cho con 1.000 đồng thôi. Chứ cho nhiều tiền nhiều khi mình không kiểm soát được. Con hiểu không? Nhưng mà con có bao giờ lấy nó lên đâu dù nó rớt. Trở như lúc đó con ngủ ở đây khi thấy nó rớt con móc lại được rồi. Để mấy lúc mà con đâu thì con muốn ngủ con toàn. Con cứ ăn xong là con dây kia con ngủ rồi chứ có làm cái gì nữa đâu. Đừng mua kim tiền nha Quan. Can tặng cho con heo. Nhưng mà mẹ nuôi con heo. Mẹ sẽ nuôi con heo đó nha. Còn xong con là... nuôi con heo của con. Con thủy chung son sắc của con heo à? Tại vì con đã dán cái này lên là nó sẽ nghe theo lời của con. Dán cái gì vậy? Dán cái gì vậy? Cái sticker bạn con tặng. Sticker bạn con tặng đó nè. Ờ ok. Về thủy thủ nhận mặt trăng này mẹ, ngày xưa mẹ hay mẹ chưa cho con xem nhưng mà con thấy các bạn xem. Chú Cam bảo sẽ tặng kiếm một con heo thích màu gì nào? Con chỉ thích heo mẹ thôi. Thôi Cam nơ, ơi. Để nó có cái nơ nó cưng hơn. Ừ. Con heo nào mua cái nơ? Con chỉ mất cái heo nơ thì thôi. Thôi là cái này tính ra mẹ cũng là người mua mẹ dục thì mẹ nói là tự nhiên con đi dục mẹ. Mẹ không bao giờ nói câu đó nhưng mà cái này là cái tiền mà cái này con phải giữ, con phải móc lớn lên. Con còn có nhiều tiền. Xê, tiền đâu tiền? Ở trong đây cả đống. Con muốn giống như bạn Ngọc Lan. Bạn ấy nuôi con như 3 năm. Cái được 18 triệu luôn rồi kia kìa. Con còn chưa được ngạc chị nào mới được vài ngàn. Mới được vài ngàn hả? Tại bây giờ con hỏi bạn Ngọc Lan là bạn Ngọc Lan được 18 triệu là do bạn Ngọc Lan tiền gì vào đấy mới được 18 triệu. Bạn ấy cũng dùng con heo nhưng mà nó không có lỗ. Thì đấy bây giờ con muốn nuôi một con heo 18 triệu là phải có lỗ. Là không được có cái lỗ này nó mới không rơi ra được. Nó có lỗ đâu. Nhiều khi nhá, con hiểu không? Nhiều khi cô giúp việc, cô nhấc con heo lên để cô lau nhà thì cái lỗ này nó bị rụng xuống đất. Tiền nó rụng ra, gió nó thổi bay ra ban công. Thế là cô trang cô ở đâu, cô chụp lại kịp đâu. Nó bay mất ra ban công rồi. Thì bây giờ mẹ mới nói, ngày mai chú ca thì mẹ lấp lại nguyên cái ban công luôn. Nhưng mà nó nóng lắm. Bây giờ nhầy nè, con heo này mình sẽ vẫn để lại. Chú Can sẽ tặng sinh nhật con một con heo mới. Ừ. Con lấy hết tiền này ra. Nhưng mà có một điều. Một điều gì? Mẹ không bao giờ giục con heo này. Con heo này sẽ vẫn để đó. Nhưng mà mình muốn phấn đấu để xem là sang năm con heo được bao nhiêu tiền thì mình phải có một con heo kín hết. Ok chưa? Ừ.
Ờ, heo không lỗ, chính xác. Để nhiều khi mày thấy con ngoan quá, con dễ thương quá, mày cho tiền con nào, con cho con heo ăn. Con sẽ đặt tên cho con là tên là Kiki Uchu. Cái gì, tên gì? Tên là Kiki, bởi vì bộ sách á, cô Linh có mua cho con, tặng một quyển cho con. Để con thấy, ngày xưa mẹ cho con xem hình ảnh iPad á, con xem, con thấy họ chơi cái sách. Cô Linh vô ha ha kìa. Con chào cô Linh. Đó, con gì ta gọi là con thấy họ dán sticker chơi vui quá, cô Linh tặng con vài cái cuốn đó để con dán con chơi. Khi cô Linh mua cho con chơi Kiki, con thích Kiki nên con đặt tên cho bé này là Kiki. Ừ, bé này là Kiki. Yêu em tình nồng hôn nhau. Ủa mày xin lỗi, là xương, là xương, mày quên, mày tưởng silicone, mày tưởng cầm giả. Mẹ véo, yêu con tình nồng. Sao mà em kiếm ngủ muộn thế anh? Tại vì mẹ mới đi Hàn Quốc về. Mẹ nhớ quá, mẹ ôm ôm rít vậy đó. Thì hôm, thì mai chủ nhật mà, có gì đâu. Mai ngủ trễ cũng có gì đâu. Ừ, mai ngủ trễ, ok. Trễ ca thì về hơi trễ ca thôi, có gì đâu. Chưa mai anh Tiki ông chị Hà Lê. Hà Lê, sở kim chi lê đình can. 11 giờ trưa mai ăn băng truyền kichi không nào? Tại vì trưa mai được kiến hai mẹ con đi ăn kichi. Chú Can với cả cô bác Hà đi không? Hay là baby tiên, ai? Baby tiên. Cô muốn có bạn con. Bạn con là ai? Bạn con là Ngọc Lan nè, Trần Nam nè, Đăng Khôi nè, hỏi cho em con nè Ngọc, hỏi cho em con bao gồm Ngọc Trâm, mặt là con nữa là Lai Khôi, Ngọc Lan, rồi Cúc Phương, Lê Khanh, rồi gì nữa ta gọi là Kỳ Nam. Kỳ Nam là bạn thân của con, em mới đang bãi đang đóng vai là em, còn này con gọi là em thì giờ mẹ con gọi là em là mẹ biết là Kỳ Nam, rồi còn ai nữa ta, rồi nói chung là thêm Nguyên Anh, rồi ai đi, rồi Phan Bằng Nam nữa. Ngọc Lan rồi thêm hai bạn nữa thôi, là ai nữa ta, rồi thêm Lê Vi, rồi ai nữa nhỉ? Hội chị em mà đông Quỳnh thế à? Chi? Hội chị em đông thế á? Chú Bình à? Hội chị em đọc là cô gió. Anh Hy là gì của con gì? Chú Can hỏi anh Hy là gì của con? Là người yêu con. Là người yêu con là anh Hy? À đâu không? Là anh họ. Anh họ. Chia tay rồi. Chia tay rồi à? Bé Kỳ Nam có rồi. Úi giời, chia tay rồi à? Úi bé Kỳ Nam á. Kỳ Nam đáng yêu, giọng đáng yêu lắm. Như nào? Cưng cưng, nhìn cưng quá. Đó, như nào, giọng Kỳ Nam như nào, cưng cưng kể mới nghe nào. Từ lúc con quen Kỳ Nam, con thích Kỳ Nam. Con thích bà ái nhìn con, nhưng mà bà ái cũng hợp lý. Có lần, đây nữa. Nhưng mà con vỡ, con thích vẫn làm lại như nào? Nhưng mà con làm ngược lại. Âm giận tôi rồi mà. Hôm trước ông nói rõ là không khỏi đi. Ồ. Có giờ hồi chị em con vẫn còn thương con, bởi vì con là em út trong hội chị em. Ồ, con là em út trong hội chị em. Thì con nhỏ nhất hội chị em luôn. 10 điểm. Nhưng mà sao con lại giữ gì vậy? Người ta có câu là nhỏ mà có võ. Úi rồi, con có võ gì? Con có võ nhưng mà con quýnh mà. Có lần chọc con á mẹ. Lớp con vậy nè mẹ. Mẹ nhìn nha, cái khúc mà chọc con vậy nè. Mẹ nhìn coi nè. Chạy nhanh kìa. Cái đũa nè. Một bắt bóng một cháu luôn. 10 điểm. Chạy như một con chó. Con hộ cho em con chạy không kịp luôn. May là có lần con trả thù bằng cách con tô mà lên nhìn nè. Con trang điểm bây giờ con để vậy thôi. Mốt ngày mai cố gắng bữa trưa làm được thêm rồi để buổi chiều đi dạy Halloween. Mai con muốn trang điểm Halloween à? Dạ, trang điểm giống như cho bầm bầm ở đây nè. Con đã để một vết bầm ở đây nè. Con tự tạo ra vết bầm để mai làm Halloween. Con tự make up đó. Ôi rồi. Hội chị em như nào? Hội
hỏi chị em, con bảo là thế hỏi chị em Ngọc Lan bà có thấy cái mặt từ bây giờ không? Cái bà là không. Con bảo là mẹ bà nhìn thấy ông cái chỗ tới sáng này cái gì có mặt mở với tay à. Đừng có nói nha, tôi trả thù con thằng anh bởi vì nói vậy nè. Mẹ biết sao con lại nói như thế không? Bởi vì bà ấy đã, mẹ biết không? Tên chọc leo khanh cùng cái bình nước chạy đuổi xong rồi ngã đập mặt đau nó đỏ trên trán luôn. Cái bây giờ con phải trả thù bằng quyết bơm để nói với hội cho em giả bộ là con bị hội anh em chọc cho phát trưởng để hội cho em quýnh xử cho trận mẹ. Nhưng chưa tin để mốt sang năm khác con sẽ không nói. Ôi dồi ôi, thế bây giờ anh Nghi hỏi chị, anh Nghi là gì của con? Là chắc chắn câu trả lời không hoàn toàn là gì. Cái gì không hoàn toàn gì? Nó đang trong, anh ấy đang trong danh sách người yêu cũ của con. Danh sách người yêu cũ của con? Thế danh sách người yêu cũ của con có những ai, con kể mày nghe. Đăng Khôi, anh Huy, Paul, Kỳ Nam. Mới 4 người thôi, tại Kỳ Nam chia tay con rồi. Kỳ Nam chia tay con rồi. Ừ? Giờ con tìm thêm một người mới. Tìm một người mới. Con phải tìm một bạn. Nhưng mà tìm một bạn, bạn ấy mà chọc con. Mà mẹ ơi, con ghé giờ Trần Anh luôn. Bạn ấy thì lo chọc đó thì chui. Ngày xưa lúc nào lớp 2 bạn hay chọc. Rồi lúc học, cô kêu quyết bảy lo gì này mà con, bạn ấy cứ không có tổ trưởng với là con. Lúc mà nếu như lúc đó thứ sáu mẹ không để con đi tiêm vaccine, qua bảy quá trời là bảy biết tay con rồi. Ủa con định làm gì mà biết tay con? Suốt ngày học toàn phải để con chỉ bài xong cái toán cái đứng gì là mẹ không biết làm, con phải nhắc cho bài luôn, không làm đứng âm thầm mẹ. Tới nỗi cái cục gom ở trên kia là ngày trước mới là năm học vài có vài cây thôi, bây giờ cả đống có một gom, cô mới lấy ra cho bảy mượn chứ đừng có để bảy mượn cái gom con quài mốt cái gom của nó thành cây đen thui. Nên là xong rồi vậy ta Trần Anh lấy cái đó bẻ luôn. Thế theo con hội chị em là gì? Bây giờ con giải thích cho mẹ cái hội chị em là có công năng gì. Là công nhân bảo vệ chơi cùng nhau nè. Có hội chị em trong Zalo một bạn. Đây bạn, để con cho mày xem. Nhưng mà cái iPad, trong iPad. Ôi dồi, muốn gọi à? Nè, nếu như mà con muốn gọi con cũng không dám nói, im lặng khi nào để hội chị em gọi. Để hội chị em gọi là xong. Ý mẹ. Thật ra con còn bạn Ngọc Trâm vào với bạn Cúc Phương vào luôn rồi, Ngọc Lan chỗ ạ vào luôn. Úi dồi. Thế bây giờ con kể cho mẹ nghe. Anh Hy là gì của con? Là người yêu cũ con, bởi vì gửi về anh Hy đã có người yêu rồi. Thì Paul là gì của con? Không tìm danh sách người yêu con. Cũng không hề là người yêu con. Thế Paul là gì? Paul là cái gì cho con chị? Mốt lớn rồi con biết con mà chọn con hẳn vậy. Ôi trời. Mẹ chọn con sẽ xì mũi nào. Ôi dồi ôi, cái gì vậy trời? Tự dưng bây giờ con có cả hội người yêu cũ luôn. Hội chị em. Có hội anh em không? Có. Hội anh em gồm những ai? Bên lớp 22 vậy. Gồm những ai? Con đọc vài bạn thôi nha. Và bạn có hai bạn con biết tên là Minh Sâu nè, Minh Khang nè, hai bạn đi chơi với con á. Ngày xưa lớp 1 chào con, bây giờ biết là họ anh em chơi với con rồi. Và lâu lâu chán sáng hay đi chọc gái. Đi chọc gái, đi chọc gì, chọc như nào? Lêu lêu à? Không, chọc xong rồi cái bạn của con, bạn ấy tên là Cát Tường. Trời ơi, bảy đũa kiểu gì, bảy gì nè mẹ. Chạy xong rồi ấy cái chân con bị đau chân. Cái con bả là ông đợi tôi gọi hội cho em tôi nha. Con không hề gọi. Con đã nói nhưng mà con gọi bạn dữ nhất lớp con, đó chính là Thanh Nhã.
phải cầm một phát thôi là chạy luôn. Yeah. Nên con gọi bà ấy ra cứu con, giúp con. Bà ấy nói đồng ý. Ủa rồi, gia con bà ấy là nè, ông này nè, bà ấy tên là gì ta? Minh Tiến nè. Minh Tiến thì chuyên gia chọc gái. Xong rồi, dài lắm mẹ, dài nhất lớp luôn, dài nhất. Con không hề tin nổi luôn. Cái quẹ, bà ấy, bạn chi quẹ trên cái bà ấy bà là ông mà cứ đi chọc gái đi, bố nó làm có nghề nghiệp gì đâu, cứ nói vậy đó. Cái con bà ấy là bà sao không? Bà là nhà trời đi để tôi kêu hồi trên kia. Kêu chị em ra thì lớp con đầu gấu nhất là ai? Bạn nào gấu nhất? Con với Thanh Nhã rồi. Con với Thanh Nhã? Trên lớp ai chọc con đuổi một phát là chị mất dép. Chị mất dép? Cái mà kêu Hoàng Long là có lần con đuổi kiểu gì mà cứu tới nỗi cứu mạng luôn. Cứu mạng? Dạ mẹ, cứu tới nỗi mà Nhã cứ bị chọc. Con định làm đầu gấu trường tiểu học à? Trời ơi, biết chọc gái chọc như nào? Con kể nghe cho bạn đi, chọc gái nó chọc như nào? Đấy, chọc như là ví dụ con đang chơi với hội trẻ em đúng không? Con ví dụ con đang chơi trò này, đu dây với trò đu dây là mình nhảy lên một cái bờ này, mình chèo, ai mà biết nhảy là con chèo từ bên đây nè, là bên đây nè, con chèo qua bên đây luôn. Ui, mà không ngã nè mẹ, cho con tập luyện, tập đi nha là tâm được. Tập luyện rồi. Dạ, tập luyện rồi. Thấy đấy. Bạn Trâm bảy dạy được, nên thôi. Nhưng mà bạn Trâm là đi từ bước đầu tiên nên bạn hơi lấp vấp tí, còn coi là nhảy một phát chạy qua luôn. Để thứ hai làm tiếp. Hôm hồi thứ hai buổi chiều mẹ đón con đi, rồi mẹ vào cái sân trường con là mẹ biết liền con chạy một phát và không giỏi. Trong lúc mà nó dạt nước xuống á mẹ, con chèo qua bên kia được luôn. Chú Can hỏi kìa, Kiến ơi, Kiến 80 tuổi chưa? Con mới 7 tuổi rồi. Mẹ con 80 tuổi rồi. Ủa mẹ ơi, mẹ mới có 37 tuổi thôi. Yeah. Chê mẹ già. Đâu có. Con chưa chúng con tao cứ con nhỏ chứ. Tự nhiên về làm tao hết hồn tận pháp đầy. Ôm mẹ đi. Yêu mẹ đi nhanh lên. Tình yêu em, tình nồng. Anh yêu em, nồng say. Tình yêu em là cái tình nồng. Ôi tình yêu là cái nồng chay. Ôi tình chay, tình nồng là tình nồng say. Bây giờ mẹ đang bóp con càng này càng khỏi hơi thêm ấy mẹ. Mẹ yêu con tình say tình chay. Ôi yêu con tình trong tình nồng. Ôi trời ơi. Mẹ yêu con tình nồng tình chay. Mẹ yêu con tình chay tình nồng. Yêu con nồng say. Ôi xin lỗi xin lỗi. Chị 37 tuổi em, gần 4 sợi rồi, sắp U40 rồi. Gì? Trời thần mẫn xanh rồi đó. Thấy chưa? Dạ rồi. Mẹ yêu con tình nồng, tình yêu cứ nồng say. Ôi tình yêu tình cháy, ôi tình cháy tình nồng nắm say. Mẹ yêu con tình yêu tình cháy, ôi tình yêu tình nồng, ôi tình nắm say. Con chào mọi người đi. Con chào mọi người, con đi ngủ. Con chúc mọi người ngủ ngon đi. Con chúc mọi người ngủ ngon đi. Con chúc mọi người đi ngủ ngon. Mẹ ơi, để con đi. Rồi, đi uống sữa đi, vào ngủ đi. Con đi, đi. Vào thay đồ đi. Mẹ yêu con nào, không nha. Ôm một cái nào, ôm một cái tạm biệt. Đùi mẹ. Mẹ cái ôm mẹ bắt đùi mẹ. Tới rồi mẹ có ôm không? Con nghe thở gần chết à. Mẹ yêu con đấy. Thương con đấy. Mẹ kêu. Thôi con đi ngủ đi. Mẹ có ngồi đi, mẹ ngồi đi. Con đang đi ngủ. Đấy, sữa Mỹ thì không uống. Cứ thích uống cái sữa này. Chán ghê vậy đó. Kêu là các bạn uống ngon lắm.
mình yêu con tình nồng, tình yêu con nồng cháy. Ôi tình yêu tình cháy, tình cháy tình nồng. Vậy chúng con tình say, tình yêu nồng cháy. Ôi tình cháy tình nồng là tình nồng say. Ôi em say tình nồng là tình nồng say. Mình yêu con đây, yêu con say tình nồng. Bye bye cả nhà chưa? Chúng con tình yêu tình cháy, yêu chúng con tình cháy tình nồng là tình nồng say. Nữa mình để ý lại cái trai mai cô đi, còn con biết là con có đưa mẹ cái hình tưởng mẹ là ước mơ của mẹ đó. Mẹ con mẹ con có biết là mẹ ơi con có xem được cái bài này không, cái xong rồi con đợi mẹ đợi lâu quá thôi nghe thử. Mẹ giơ gương gần con, ước mơ của mẹ là gì? Để con hát đi. Mẹ cũng quên rằng từ từ lại bây giờ kiến im nặng là không hát lại kiến hát bài gì mẹ ơi con đọc một khúc thôi nha chứ không đọc nhiều đâu. Bài gì ước mơ của mẹ là như nào? Mẹ cũng quên rằng quên ước mơ của mẹ là gì, mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm ngon ngoài kia. Và không thế giới của mẹ là con, và tình yêu của mẹ là thiên đường của con. Đạt ơi, copy cái lời bài hát này cho hát cái nào. Mẹ ơi. Đạt ơi, mày copy cái lời bài hát cho tao. Mẹ ơi, mẹ có để ý cái câu là mẹ vẫn đang bận lo, mẹ ai cũng đều nấu cơm, còn mẹ thì Mẹ gì? Cái gì khỏi nói? Còn mẹ là không nấu cơm. Để chứ để cho cô Trang nấu thôi. Chứ chẳng nấu rồi. Tao làm mẹ thương con mẹ mới nấu thôi. Nói sao chưa hiểu. Ý là con hát cái bài hát là mẹ vẫn mẹ lo rằng con. Đâu, mẹ cũng quên rằng quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn bận lo dần cái khúc này nè, làm sao có một bữa cơm ngon còn mẹ lâu lâu mẹ mới nấu thôi. Thấy món đồ ăn cô mẹ kêu làm mà quý vị chưa làm được mẹ chỉ thì mẹ cũng làm, nhưng mà cái vấn đề của con là có bao giờ mẹ làm cho con không? Mẹ chỉ làm đúng một lần, vài lần mẹ thương con mình mới làm thôi. Vài lần mẹ thương con mình mới làm. Từ ngày có cô Trang về làm giúp việc là có cô Trang nấu cho con rồi. Mẹ phải kiếm tiền để trả lương cô Trang, mẹ mua đồ ăn cho con. Thế bây giờ nhá, bây giờ mẹ cho cô Trang nghỉ việc, được chưa? Không. Mẹ ở nhà mẹ nấu cơm cho con như lúc trước, được chưa? Không. Giờ con muốn mẹ nấu cho con ăn, rồi mẹ đút cho con ăn, hay là muốn canh con ăn? Nào bây giờ con nói cho mẹ nghe xem nào. Con chọn cô Trang thôi, con chào mẹ con đi. Con chọn cô Trang, con chào mẹ cô đi. Thế bây giờ con nói cho mẹ nghe, mẹ có thương con không? Con không biết. Mẹ bóp vậy con cảm giác như là mẹ đang mẹ muốn giết con. Muốn giết con rồi yêu con mình nghiến luôn. Mẹ đứng ra mẹ bóp chỗ cái lúc mà hôm thứ năm. Mẹ ơi mẹ đang bóp vào cái tay của chị mới sinh mẹ. Thì vaccine mà 10 ngày rồi. Đau. Cái vết mà họ làm lại cái cây đó con nở cậy rồi đó. À bây giờ là theo quan điểm của con là cứ phải ở nhà nấu cho con. Mẹ nấu cho con từng bữa cơm ngon. Mẹ yêu con à? Tại vì con muốn mẹ ở với con chứ không ạ. Con muốn ở với mẹ của cô Trang à? Thế bây giờ có cô Trang nấu rồi, mẹ có việc gì mẹ phải nấu? Nhưng mà lâu lâu mẹ cũng phải nấu chứ. Lâu lâu mẹ cũng phải phụ cô Trang để cô Trang làm việc nhà nữa chứ. Thế bây giờ con muốn ăn món gì mai mình nấu? Mai khỏi đi ăn lẩu kichi. Mai muốn ăn món gì? Chưa mai nấu luôn. Sáng mai con muốn ăn cái món gì? Con muốn chưa đi ăn gì. Sáng mai mẹ định cho con ăn bánh canh cua ở ngoài hàng cho nó ngon. Hay là mẹ mua bánh canh cua về còn mẹ tự làm được không? Mua bánh canh cua về còn đâu mà tự nấu. Thế sáng mai muốn ăn cái gì để mẹ nấu nè? một quyết định. Mẹ mua bánh canh cua về rồi mẹ nấu cho chồng con. Rồi, ok, thế thôi con đi. Bé chí chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, bé chí đi đây. Em ảnh mẹ.
Ám ảnh gì? Ám ảnh gì? Nói bỏ cái ghế ra nói lại nè. Ám ảnh cái gì? Bỏ cái gơ cái mồm ra. Ám ảnh gì? Mẹ nói tại mấy tiếng rung rẩy à. Tạm mọi người cho mấy tiếng đi đi. U là trời.